Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Đồng Thanh Bình. Đồng Thanh Bình có tên thật là Đồng Văn Bình, sinh năm 1984 tại Cát Bà, Hải Phòng, là một nam diễn viên đã tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV, VTC. Ngay từ vai diễn đầu tiên là một anh bộ đội biên phòng trong bộ phim Đêm Vùng Biên, Đồng Thanh Bình đã nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Vai diễn Tùng Run Đất trong bộ phim truyền hình nhiều tập Lập Trình Cho Trái Tim phát sóng trên VTV3 đã đưa anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh còn vai diễn Để Đời, vai bố dượng Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê. Đồng Thanh Bình sinh ra tại Cát Bà thuộc huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Vốn lúc đầu không có ý định chọn điện ảnh làm sự nghiệp của mình, Đồng Thanh Bình đã trở thành diễn viên một cách tình cờ vào năm 2004 khi mà đang theo học ngành kỹ sư công nghệ thông tin. Lúc đó thì anh đã được đạo diễn phim Đêm Vùng Biên chọn vào vai chính của bộ phim về đề tài quân đội. Thành công đến với anh ngay ở vai diễn đầu tiên trong bộ phim Đêm Vùng Biên. Nhờ đó mà anh đã được nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 ở Nam Định. Năm 2008, Đồng Thanh Bình đã tham gia cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc. Anh đã từng học khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đến nay, anh đã tham gia hơn 20 bộ phim với nhiều thể loại khác nhau như phim truyền hình, phim tuyên truyền, phim nhựa. Trong các phim đó, anh đã vào vai nhiều đối tượng nhân vật có tính cách khác nhau, nhưng phần lớn thì các phim anh đảm nhiệm vai chính. Một trong những phim mà anh tham gia để lại ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình là bộ phim truyền hình nhiều tập Lập Trình Cho Trái Tim chiếu trên VTV3. Hiện nay, anh là giám đốc truyền thông công ty cổ phần dịch vụ công nghệ truyền thông và truyền hình Smith Việt Nam. Các bộ phim mà Đồng Thanh Bình đã tham gia: Đêm Vùng Biên, Tháng 13, Trò Đùa Nguy Hiểm, Hoa Mùa Đầu Núi, Mặt Trời Trong Thung Lũng, Khi Nắng Xuân Về, Cổ Tích Đom Đóm, Công Ty Thám Tử 3M, Lập Trình Cho Trái Tim, Dịch Vụ Gỡ Rối Từ A Đến Z, Thiên Đường Ảo Vọng, Về Quê Đón Tết, Cầu Vồng Tình Yêu, Cao Hơn Bầu Trời, Điều Bí Mật, Quỳnh Búp Bê, Lựa Chọn Số Phận. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.